4 ôn tập lại một cái dạng toán chúng ta được học trong học kỳ 1, đó là dạng toán tìm hai số khi viết tổng và hiệu của hai số đó. Để các em nắm được cách làm thì trước tiên các em phải cần nhớ cho cô một số kiến thức cơ bản như sau. Thứ nhất, đó là công thức để tìm hai số khi viết tổng và hiệu của hai số đó. Công thức tìm số bé thì chúng ta phải lấy tổng trừ đi hiệu rồi chia cho 2. Công thức để tìm số lớn thì số lớn sẽ bằng tổng cộng hiệu rồi chia cho 2. Và cái thứ hai nữa, đó là các cách giải bài toán hai tìm hai số khi viết tổng và hiệu của chúng. Thì đối với cái dạng toán này sẽ có hai cách làm. Cách thứ nhất, chúng ta sẽ đi tìm số bé trước. Bước 1 là chúng ta đi tìm số bé thì chúng ta sẽ sử dụng công thức, đó là số bé bằng tổng trừ hiệu rồi chia cho 2. Bước thứ hai, sau khi tìm số bé chúng ta đi tìm số lớn. Thì bước 2 này, khi mà đã có số bé rồi, chúng ta tìm số lớn thì lại có 3 cách làm. Cách thứ nhất là chúng ta lấy số bé cộng với hiệu. Cái cách thứ hai là chúng ta tìm số lớn bằng cách là tổng trừ cái số bé. Và một cách nữa, đó là chúng ta sử dụng cái công thức tính số lớn bằng tổng cộng hiệu rồi chia cho 2. Đây là cách làm thứ nhất. Còn chúng ta chọn cách thứ hai là chúng ta sẽ tìm số lớn trước. Tìm số lớn thì chúng ta sử dụng công thức, số lớn sẽ bằng tổng cộng hiệu rồi chia cho 2. Sau khi tìm được số lớn, em tìm số bé thì cũng có 3 cách làm. Số bé sẽ bằng số lớn trừ đi hiệu. Và cách thứ hai là số bé sẽ bằng tổng trừ đi số lớn. Hoặc một cách nữa là chúng ta sử dụng công thức tính số lớn, là số lớn sẽ bằng tổng cộng hiệu rồi chia cho 2. Sau khi mà các em đã nắm được kiến thức rồi thì chúng ta sẽ đi vận dụng vào làm bài tập. Và ở đây cô sẽ đưa ra cho các em một số cái dạng toán cơ bản của tìm hai số viết tổng và hiệu của hai số đó. Cái dạng thứ nhất, đó là viết số thứ tự vào ô trống. Thì các em sẽ quan sát lên cái bảng. Ở cái dòng thứ nhất là tổng, người ta cho tổng của hai số. Còn dòng thứ hai là cho hiệu của hai số. Dòng thứ ba yêu cầu chúng ta tìm số lớn. Sau khi tính được kết quả rồi, chúng ta phải viết vào ô trống. Và dòng thứ tư là chúng ta sẽ đi tính kết quả của số bé và chúng ta viết vào các ô trống này. Thì với cái dạng bài này thì khá là đơn giản, đúng không nào? Vì người ta đã cho rõ cái yêu cầu, và yêu cầu là tổng và hiệu rồi, và rõ ràng yêu cầu là tìm số lớn và số bé. Thì chúng ta làm bài một cách rất là đơn giản, bằng cách là chúng ta chỉ việc áp dụng cái công thức tìm số lớn và số bé vào để chúng ta thực hiện tính thôi. Bây giờ các em có thể dừng video một chút để chúng ta cùng làm bài. Bây giờ xin mời các em hãy cùng kiểm tra kết quả của mình nào. Các em quan sát cột thứ nhất, người ta cho tổng của hai số là 316, còn hiệu của hai số là 48. Chúng ta tìm số lớn bằng cách là lấy tổng cộng với hiệu, tức là lấy 316 cộng với 48 rồi chia cho 2 thì sẽ được số lớn là 182. Sau khi tìm được số lớn rồi thì chúng ta tìm số bé, có thể là bằng cách lấy tổng là 316 trừ đi số lớn thì sẽ bằng số bé, bằng 134. Hoặc là các em có thể dùng theo cách công thức cũng được. Cột thứ hai, tổng của hai số là 1745, còn hiệu của hai số là 67. Tương tự cách làm như vậy, chúng ta sẽ tìm được số lớn là 906 và chúng ta tìm số bé bằng 839. Các em quan sát tiếp cột thứ ba, người ta cho tổng của hai số là 3281, hiệu của hai số là 473. Chúng ta cũng tính số lớn bằng công thức tính số lớn, ta được kết quả là 1877. Và chúng ta tìm số bé, chúng ta có thể lấy tổng chúng ta trừ đi số lớn sẽ bằng số bé là 1444. Bài toán này khá là đơn giản chúng ta, đúng không? Bây giờ cô mời em sẽ chuyển sang dạng thứ hai, đó
dạng này thì các em cần lưu ý cho cô. Ở cái dạng toán này, trước khi làm các em phải xác định được đâu là tổng này, đâu là hiệu và đâu là số lớn, đâu là số bé. Và cô có đề bài như sau. Hai đội công nhân sửa được 1.375 mét đường. Đội thứ nhất sửa nhiều hơn đội thứ hai 285 mét. Hỏi mỗi đội sửa được bao nhiêu mét đường? Thì trước tiên các em xác định cho cô đâu là tổng, ở đây là gì? Hai đội công nhân sửa được 1.375 mét, tức là cả hai đội, cho nên là 1.375 mét chính là tổng. Còn đội thứ nhất nhiều hơn đội thứ hai 285 mét, có nghĩa là chúng ta lấy đội thứ nhất, chúng ta trừ đội thứ hai thì sẽ bằng 285 mét. Như vậy 285 mét đấy chính là hiệu của hai số đó. Bài toán hỏi là mỗi đội sửa được bao nhiêu mét, thì mỗi đội đây có nghĩa là chúng ta sẽ tìm đội thứ nhất và đội thứ hai. Đội thứ nhất nhiều hơn thì nó sẽ là số lớn, còn đội thứ hai sẽ là số bé. Sau khi xác định xong, ta sẽ tiến hành tóm tắt được bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. Và các em lưu ý, khi kẻ sơ đồ đoạn thẳng thì các em phải lưu ý cho cô là cái điểm bắt đầu của hai đoạn thẳng này phải bằng nhau. Và đội thứ nhất là số lớn thì đương nhiên là cái đoạn thẳng phải dài hơn. Và các em lưu ý là phải điền đầy đủ các cái dữ kiện bài toán đã cho, như là tổng này, là hiệu của hai số. Hiệu đây chính là cái phần chênh lệch giữa đội thứ nhất và phần thứ hai và đội thứ hai. Sau đó các em phải nhớ là phải thể hiện được cái bài toán yêu cầu ta tìm được là đội thứ nhất làm được đội là sửa được 30 mét đường và đội thứ hai sửa được 30 mét đường bằng cách là chúng ta dùng ngoặc và có dấu chấm hỏi. Sau khi tiến hành tóm tắt bài toán xong, ta bắt đầu đi vào giải bài toán. Thì ở đây chúng ta có thể là chọn cách là tìm số mét đường của đội thứ hai sửa được trước. Lời giải sẽ là số mét đường đội thứ hai sửa được là, sau đó chúng ta áp dụng công thức tính. Chúng ta lấy tổng trừ đi hiệu rồi chia cho 2, tức là 1.375 trừ đi 285 rồi chia cho 2, kết quả sẽ bằng 545 mét. Và sau khi tìm được số mét đường của đội thứ hai rồi thì chúng ta tiếp tục đi tìm số mét đường của đội thứ nhất. Thì lời giải sẽ là số mét đường đội thứ nhất sửa được là, chúng ta sẽ tiến hành chúng ta sẽ làm theo cách lấy tổng mà trừ đi cái số mét đường của đội thứ hai, tức là 1.375 rồi trừ đi 545 sẽ bằng 830 mét. Hoặc là chúng ta còn làm theo một cách nữa, đó là chúng ta lấy số mét đường của đội thứ hai mà chúng ta cộng với hiệu thì cũng cho ra kết quả là 830 mét. Hoặc cũng có thể các em sẽ làm theo cách thứ ba, tức là chúng ta sẽ sử dụng ngay công thức tính vào, tức là chúng ta lấy tổng cộng hiệu rồi chia cho 2 thì kết quả cũng bằng 830. Các em lưu ý là cả ba cách tính thì kết quả phải bằng nhau, nhưng mà các em thấy là ở cách làm thứ ba này thì các em sẽ phải cần thêm một bước tính nữa, đó là chia cho 2. Thì tùy các em, trong khi làm chúng ta được phép lựa chọn một trong ba cách này. Các em khi làm thì các em được nắm được ba cách làm, nhưng mà khi trình bày bài giải thì các em chỉ cần chọn một cách để trình bày bài giải như thế này cho cô. Đấy, còn cách thứ hai thì chúng ta tìm đội thứ nhất trước cũng được. Đấy là tùy theo các em được tự chọn làm theo cách một hoặc cách hai đều được. Chúng ta sang bài thứ ba là cái dạng toán hợp. Cái dạng toán này thì nó hơi khó hơn một chút, nhưng mà các em cứ đặt kỹ đề và xác định thì bài chúng ta sẽ làm được. Cô có đề bài như sau. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 430 mét, chiều rộng kém chiều dài 37 mét, tính diện tích của thửa ruộng. Thì với cái bài này các em phải đọc kỹ đề và chúng ta sẽ xác định được dạng toán và chúng ta sẽ phân tích đề bài. Cô sẽ hướng dẫn cho các em làm cái dạng toán này như sau. Cái bài này yêu cầu ta tìm diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật. Thì vậy thì chúng ta phải biết được chiều dài và chiều rộng của thửa ruộng.
Và cái thứ hai nữa là dữ kiện bài toán cho biết là rộng kém dài 37m và chu vi là 430m. Vậy đây là dạng toán gộp, được gộp cái dạng toán tìm hai số biết tổng và hiệu với cái dạng diện tích hình chữ nhật. Và một cái lưu ý nữa là cái đề bài này cho chúng ta biết là chu vi hình chữ nhật, mà chu vi hình chữ nhật thì không phải là tổng, vì chu vi hình chữ nhật sẽ bằng dài cộng với rộng nhân 2, tức là 2 chiều dài cộng với 2 chiều rộng. Cho nên là kem cái chữ lấy dài cộng với rộng chính là nửa chu vi. Cho nên là bài toán này muốn biết tổng thì các em phải tìm nửa chu vi. Muốn tìm nửa chu vi, sau khi tìm được nửa chu vi rồi, chúng ta lại biết tổng rồi, ta sẽ vận dụng cách giải bài toán tìm hai số cái biết tổng và hiệu của hai số đó để tìm chiều dài và chiều rộng của thực ruộng. Sau khi mà biết chiều dài và chiều rộng thì chúng ta sẽ tiến hành tính diện tích rất là đơn giản, đúng không nào? Như vậy, cụ thể của các bước làm bài này như sau. Đầu tiên là các em phải tìm được nửa chu vi hình chữ nhật. Nửa chu vi thì sẽ bằng chu vi chia cho 2. Nửa chu vi đây chính là tổng của một chiều dài và một chiều rộng, tức là lấy chiều dài cộng rộng thì bằng tổng. Bước thứ hai là chúng ta tìm chiều dài của thử ruộng hình chữ nhật. Ở đây thì em được lựa chọn, chúng ta có thể tìm chiều dài trước cũng được, hoặc là có thể tìm chiều rộng trước cũng được, đấy là tùy ý của em. Sau khi tìm chiều dài xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành tìm chiều rộng của thử ruộng. Nếu chúng ta đã tìm chiều rộng trước rồi thì bước thứ hai là chúng ta sẽ tìm chiều dài. Sau khi ta đã biết được cả chiều dài và chiều rộng rồi thì chúng ta tiến hành tính diện tích của thử ruộng hình chữ nhật mà bài toán đã yêu cầu chúng ta. Như vậy thì đến đây là các em có thể làm được bài toán rồi, đúng không? Bây giờ các em tự trình bày bài toán vào phần vở nhé. Các em ạ, cô vừa hướng dẫn cho các em ôn tập lại một số cái dạng toán của tìm hai số khi biết tổng và hiệu. Cô mong rằng trong xong cái video này thì sẽ giúp cho các em được, thì sẽ các em sẽ có thể làm thuận lợi hơn về cái dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu. Cô chúc các em học tốt và